Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong Đông y của chúng ta. Hôm nay mình viết tiếp với bài Kha Tử. Mình bắt đầu viết. Kha Tử là một loại quả hơi khô giống như hạt cà na, nhưng mà nó có rãnh dọc. Còn một tên thông dụng của nó là hạt chiêu liêu. Vị là mùi vị. Khổ là đắng. Vị khổ là vị đắng. Sát là làm cho rứt. Trường là đường ruột. Chỉ là ngừng lại. Lỵ là bệnh kiết lỵ. Chỉ lỵ là cầm, là ngừng kiết lỵ. Đàm là chất đàm nhớt. Khái là ho. Xuyển là tình trạng khó thở, khò khè trong cổ. Cấp là gấp rút. Dán là kéo xuống, hạ xuống. Hỏa là lửa. Dán hỏa là kéo, là rút phần nóng hỏa trong cơ thể xuống. Liễm là thâu lại. Làm cho co rút lại. Phế là tạng phế, là lá phổi. Mình đọc lại nguyên đoạn kinh văn. Kha tử là một loại hạt thường sử dụng trong Đông y, còn gọi là hạt chiêu liêu. Vị khổ là vị đắng, nhưng mà thật ra nó không đắng lắm, mà nó có vị chát. Sáp trường
là nó làm rít đường ruột trở lại. Chỉ lỵ là ngừng cầm kiết lỵ. Đàm khái là ho, trị ho đàm. Xuyển cấp là xuyển gấp. Giáng hỏa là kéo xuống. Hạ xuống thần lửa. Liễm phế là thâu liễm lại thành tạng phế. Mến chào các bạn. Mình còn một vấn đề nữa là về cái hạt kha tử này. Nói thêm trao đổi cùng các bạn là nó trị viêm họng rất là hay, hoặc là khan tiếng là mình lấy cái vỏ bên ngoài mình đập dập ra rồi mình ngậm trong miệng, mình nuốt nước miếng từ từ thì nó trị viêm họng rất là hay.